Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Minh ạ. Dạ, con bạch sư, tuệ kinh úy trong tầng thiền minh sát có tính chất như thế nào ạ? Tuệ kinh úy ở đây cũng là một cái tuệ lưu, là một cái người thấy cái danh sắc nó sinh diệt liên tục, rồi vị đó mới thấy rằng là cái danh sắc này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, mà nó không là cái nơi mà mình có thể nương tựa được, mình có thể nương tựa được, thì tất cả các pháp hữu vi mình thấy rằng là nó luôn luôn sinh diệt như thế, mình không nên, nó rất là đáng sợ. Nó đáng sợ ở đây có nghĩa là nó đối lập lại với sự tham ái, hai cái đấy nó khác nhau. Ví dụ như là khi mà mình chưa thấy ra được cái tính sinh diệt tan hoại của cái danh sắc thì mình luôn luôn có cái tham ái và chấp thủ, đây là danh sắc của tôi. Nhưng mà khi mình thấy được cái sự sinh diệt liên tục của nó rồi thì mình sẽ không, tức là cái quy ý là nó đối lập lại với cái tham ái chấp thủ kia, tức là nó là cái mình không không đáng để mình tham ái, không đáng để nó mình chấp thủ, vì nó cứ sinh diệt liên tục. Thì cái kinh úy ở đây là kinh úy như vậy, nói đến cái từ kinh úy là để cho mình chỉ để nó đối lập lại với cái tham ái mà thôi. Trước kia thì mình tham ái bao nhiêu thì bây giờ mình ly tham với nó bấy nhiêu, thì đấy là nó chỉ khác như vậy.